Bây giờ thỏa mãn cái thứ hai, thỏa mãn tâm lý rồi, bây giờ thỏa mãn tác nhân văn hóa. Cho nên là tôi ngồi với anh mà anh với tôi khác biệt văn hóa, mà anh không hiểu biết thì giao tiếp bể liền. Vì trong cơ thể tôi đòi cái văn hóa nhà tôi là anh và tôi đọc. Và trong cơ thể một con người nó có hai cái văn hóa. Một là văn hóa nền, tức là văn hóa của dân tộc đó. Mà cụ thể như tôi với em ở đây là văn hóa nền là văn hóa Việt Nam. Cho nên người Việt Nam với người Việt Nam giao tiếp với nhau nó không vấp vào vấn đề văn hóa nền. Cứ đến Tết là rụng trời tay chân, tháng riêng là tháng ăn chơi, nó hành hoàn nào. Đấy là văn hóa. Nhưng nếu em giao tiếp với một người nước ngoài thì bắt đầu va vấp về văn hóa nền đấy. Tức là phải rất hiểu cái văn hóa người ta thì mới giao tiếp được. Tiếp theo đó là văn hóa nhánh. Văn hóa nhánh là văn hóa vùng, miền, địa phương. Nếu anh không hiểu biết, anh giao tiếp chắc khác này. Một anh ở đầu đất nước, một anh ở cuối đất nước. Ở đâu tốt, ở đâu xấu không quan tâm. Quan tâm ở chỗ là khác biệt hoàn toàn về văn hóa. Anh phải biết tôn trọng người ta, chứ không phải cái chuyện anh lấy cái văn hóa nhà anh để làm chuẩn, xong anh nhìn văn hóa người ta là không bao giờ thành công. Không có bệnh vị trí luôn ạ. Chết ngâm trên đi. Mà cái thói quen lịch sử nó cứ len lỏi mãi. Cái tiếp theo, cái thứ ba là anh ngồi với ai tôi không biết, anh phải thỏa mãn người ta. Ngoài động cơ, ngoài văn hóa thì anh nên nhớ rằng người ta sinh ra trong một môi trường xã hội khác anh thì người ta có đòi cái khác nhau. Cho nên là một cái yếu tố thứ ba cơ sở của giao tiếp đó chính là môi trường xã hội. Cho nên người Nga nó có câu ngạn ngữ lấy vợ hãy xem mẹ vợ, nó giống hệt mẹ đó, vì nó sống trong môi trường mẹ đó. Vậy thì người ta với chị hai người khác nhau ở môi trường thì người ta khác nhau chứ tại sao lại bắt người ta giống mình. Cho nên cái người đi giao tiếp hoàn toàn thiển cận và môi trường ấy, nó tạo nên em nhờ bốn cái môi trường. Một là gia đình, nó tác động suốt từ 0 đến 18 tuổi. Sau 18 tuổi là cuộc giằng xé giữa gia đình và xã hội. Xã hội nó nện em ba cái để tạo nên tính các em. Một đó là nhóm nhỏ. Nhóm nhỏ là cái nhóm bạn nhậu, nhóm ở phòng kế toán nơi em làm việc, nhóm ở cái công ty nhà em. Nó luyện mãi thì tự nhiên em thành cái người như vậy. Cho nên một anh bộ đội với một anh công nhân xây dựng với một anh giảng viên sống mãi trong môi trường thì tự nhiên là ba anh khác nhau hoàn toàn. Cái môi trường thứ ba đó là cái nhóm lớn. Nhóm lớn là cái nhóm nó tác động không trực tiếp hàng ngày như nhóm nhỏ, nhưng nó tác động một cách gián tiếp và từ từ. Đó là đảng, đó là đoàn, đó là tôn giáo. Cho nên là cái người phụ nữ người ta đi theo đạo Thiên Chúa chẳng hạn thì người ta đi nhà thờ từ lúc người ta 3 tuổi. Cho nên là tác động họ có một cái nét đẹp, đẹp rất là thần thánh mà không tả được. Thì cái môi trường tác động rất là rõ. Thế đấy. Và tác động cuối cùng đó là cái nhóm tham chiếu. Nhóm tham chiếu nghĩa là cái nhóm nó tác động trực tiếp đến em, đến cái người giao tiếp. Nhưng mà cái người đó lại không thuộc cái nhóm bị tác động. Ví dụ trẻ con nứt mắt ra thế này và uống rượu phà thì cái nhóm uống rượu không phải là nhóm trẻ nít. Nhưng vì nó hay đi mua rượu cho cha nó rồi giết nó quen nó uống, cho nên là nó bị cái nhóm uống rượu của cha nó tham chiếu nó. Cho nên mỗi một con người như tôi và em đều mang trong người mình cái môi trường xã hội mà mình sống nó ấn vào đấy. Vậy thì tóm lại đi giao tiếp, hãy tỏ ra hiểu biết một tí. Hãy tỏ ra hiểu biết một tí ở chỗ bản chất của hành vi xác lập và vận hành quan hệ đó là đi thỏa mãn người ta. Mà người ta thì người ta đòi ba cái: tâm lý, xã hội, văn hóa. Mà trong tâm lý nó có sáu nhân tố, phải tỏ ra rất hiểu biết mới giải quyết. Trong xã hội có bốn yếu tố và trong văn hóa có hai yếu tố. Tóm lại đi giao tiếp là thỏa mãn 12 cái yếu tố của người đối diện. Tập mãi thì mình sẽ trở thành con người rất thành công trong xã hội. Sau khi đã có kiến thức cứng, nhân bội nó lên vì mình hiểu được người đối diện.
đang này chả cần hiểu gì cả, chỉ biết mình đấy đang đóng cửa hiện tượng. Hai chị bán hàng cứ ngồi nói chuyện riêng với nhau thế này, thì cái người mua hàng người ta mập, người ta không nghĩ là nói chuyện riêng đâu, người ta nghĩ là đang nói xấu người ta, thế là mất an toàn, cấm tuyệt, ví dụ thế. Đấy. Ví dụ anh chỉ biết động cơ của anh không cần biết người đối diện, anh không bổ đi thì anh làm sao hiểu người ta. Đấy. Thế ví dụ như là cảm xúc, anh để cho người ta cái cảm xúc không thể nghĩ khác được thì thất bại này. Vì cái người đối diện nó đòi cảm xúc tốt từ anh nói là đàng hoàng. Thế là cô vợ cứ lên giọng, tôi hỏi ông, tôi nói cái đúng không, cảm xúc nó tu xuống đi. Anh nói cẩn thận đấy, đúng không, tụt nữa thế này bụng, thế là đi hàng năm. Cho nên giao tiếp như thế thì chết. Cho nên là mỗi người phải hiểu. Và câu này mà cái đoạn này tôi nói nó hơi dài, bởi vì bản chất nó chứa cái nội hàm rất là dài. Tóm lại, thuộc lòng, thuộc lòng, thuộc lòng. Xong thở, thở, thở. Xong sơ kết, sơ kết, sơ kết. Xong lại thở, thở, thở. Thì may lắm mới có thể thành công trong giao tiếp được. Bước đầu 20%, rồi 30, rồi 40. Chứ còn cứ mãi mà ì ra mà không chịu quan sát ấy, thỏa mãn được người đối diện thì giao tiếp càng nhiều thì càng thua, vì nó thành thói quen xấu lắm. Đấy, thì đấy là cái ý mà tôi muốn trao đổi ở cái góc độ này. Luôn luôn chú ý người ta đòi ba cái, trong đó nặng nhất là tâm lý. Chơi với người ta mà chơi kiểu đó thì làm sao mà chơi, làm sao xác lập được cái này. Đấy, động cơ thì không thỏa mãn, chỉ biết động cơ mình ấy. Thế giới quan thì áp đặt, toàn áp đặt, an toàn không thấy miếng nào, cảm xúc chịu không thấu, ăn mới chả nói, khí chất tôi nóng nảy, ông trầm tĩnh, thì phải lựa nhau mà sống chứ, tại sao ông lại chơi tôi kiểu đó. Và cuối cùng là tính cách, một thằng trung thành mà chơi với một thằng phản bội khó lắm, vì đấy là tính cách.